Chào tất cả mọi người đến với kênh Nắng lên Tây. Thì mình với bạn mình với một thằng em để tới chỗ thủy điện Erongru nha mọi người. Đi rất chiều, tầm 6 giờ chiều nha. Bây giờ bạn mình nó đang chuẩn bị đồ đạc để thắp điện, thắp đồ nha mọi người. Thì lát nữa nó tối rồi thì mình lò mò. Hôm nay hậu trùng hả? Trùng với kém hả? Kém mà chưa trồng trồng cơm. Trồng cơm nữa. Vẽn với không? Thì cái mục đích ngày hôm nay mình với bạn mình đi lên đây là chủ yếu là mình muốn quay cái video săn cá bóng nha mọi người, săn cá bóng theo dọc bờ thôi. Còn cá to thì mình cũng không dám nói tại vì đây mọi người thấy không, ghe đồ người ta đi chăm cá rồi đánh lưới đồ nè. Còn đây là cần của bạn mình ha. Toàn bộ là mình chỉ đi theo mình quay video thôi ha. Toàn bộ đồ nghề này nọ cần là của bạn mình hết. Thì lên đây săn thì không biết có cá bự hay không, tại vì trong ngày người ta săn bắt ra nhiều ha. Còn mình thì bản thân lâu lâu rất chiều anh em rảnh thì lên chơi thăm câu thử, câu đêm bữa cho nó vui. Đồ nghề thì đúng đầy đủ hết nhưng mà có điều cá không biết có hay không. Đó, nên cứ đi câu nha mọi người. Trên này thì đa số chủ yếu là cá bóng nha mọi người. Cá bóng, cá lóc, rồi cá chép, cá rô. Thì nói chung là mình thấy người ta câu dính lên rồi nên mình mới dám nói nha. Còn những con cá khác thì mình không biết. Đó, thì nghe bạn mình rủ thì mình ham quá mình cũng đi lên câu mình kiếm cái video quay cho mọi người xem cho vui ha. Còn thực ra chứ còn mình rất chiều như thế này tối này, đi này cũng khá là xe nha mọi người. Chỗ này cách cho chỗ mình quay đi mất 1 tiếng hồ mọi người ạ. Rất là xe ha. Bây giờ tranh thủ kiếm củi nha mọi người. Bạn mình bây giờ bắt đầu ra cần nha, tranh thủ ra cần. Ra cần để cá bự nó có ăn được thì nó ăn, còn mình ra cần xong thì cũng tranh thủ bắt đầu đi săn cá bóng. Ha. Thì đi lên đây thì đầy đủ luôn nè mọi người, có lòng bắt Trong quái này rồi nữa ha. không Đủ hết để săn kiếm cá. Thì vừa có kiếm cá nhỏ, cá to thì bắt hết luôn nha mọi người. Mình chủ yếu là mình lên dạng như chiều chiều đi kiếm ăn, kiếm mồi nhậu chơi vui. Cần câu cũng re đang re nha mọi người. này chỉ có Thì nhìn một hồ phần đây thôi rất là chứ rộng làm nha, sao cái thủy điện này nhìn thì một phần nó nó rất nhìn thôi là chứ. rộng. Thì ở trên đây nó có tới mấy hồ luôn. Đây mình đã tới vừa tới cái địa điểm đầu tiên của hồ thôi nha. Còn thực ra nếu mà đi nữa thì rất là xe nha. Xe máy vẫn chạy lên được nha mọi người nhưng mà tụi mình chỉ đi gần thôi. Tại một lát nữa còn phải về nữa nha, đi xe quá thì không về được. Không phải là không về được mà xe quá đường rất là khó đi nha mọi người. Cái xe mình với xe Hậu bạn câu mình đồ nghề nhiều nó không? không có được như xe đi núi, người ta dùng xe đi núi người ta đi thì nó sẽ mạnh hơn Còn Làm mình gì? với bạn mình thì xe bình thường. Trời bắt đầu tối dần nha mọi người nên hình ảnh mình quay hơi mờ chút xíu tại vì đèn đuốc rồi cũng chưa có gì hết ha. Anh bên kia là thủy điện nha, mình ánh đèn là bên cái đập đó mọi người. Nó ngăn lại nó dùng điện thôi, nó rồi á. Nó cho sáng cái đập á. Thì bên đó là đập thủy điện thôi, nó ngăn nước lại mà mình không có câu phía bên hồng đập thôi mà mình câu phía bên đây bờ. Tại vì mình câu phía nó xi máy nó không có cho vô người ạ, để xi máy ngồi đây thì sợ bị mất xi máy ha. Luôn, mất vui luôn. Thì bây giờ mình với bạn À, mình bắt đầu đi săn cá bóng. tết thử rồi. Rồi dính. Lên hàng nha mọi người. Bóng bóng. Bóng 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 bóng. Bóng nha, quay quay mọi người xem nè. Cá bóng nha. Hơi nhỏ nha mọi người nhưng mà kệ, có thiêu bờ mà mình săn thiêu bờ mà. Cái đây to lắm nha, hồ thủy điện mà. Cái to lắm nhưng mà điều cái to nó ở ngoài xe nha. Hey, con bự. Đưa gỡ gỡ ra. Ăn mất mày. Lụm đó bỏ tay đi. Đó. Con Quay này quay mới là quay. tiền ghê. Chạy chạy rồi. Chạy mất mày thôi. Nó rồi đúng không? Ké vô nhiều ghê luôn. Con cá lóc á, đường nào lấy nó cũng quay lại vào. Con lóc. Múc luôn. Cặp nào múc nó. Lên nha mọi người. Đấy. Tiếp tục bị bóng nữa. Ừ. Không to lắm thôi nhưng mà nói chung cũng được. Nãy giờ gặp mấy con cá lóc nha mọi người mà đều nó chạy quá, sát bờ cái mình động á, chạy.
hai em ha, hai con. Thêm một bé nữa nha mọi người. Ừ, hai con nó ba con. Đang gặp sáu tặng luôn. Quá cũng sáu tặng luôn. Ý là mua cần là tặng hết không hả? Mua mấy cái lồng đó quá nè. Mình sớt nó tặng. Còn ngoài ghi tôm ké và trơn lương tiếp đầy đủ. Mình thì chơi luôn. Phải cục coi dữ hả? Muốn nhanh thì phải nhiều chứ. Đúng không? Nếu mà muốn nhanh thì mình phải nhiều vô mới có được chứ. Đậu. Cái hả? Lộn mày đâu ra. Tết lòng quá. Đấy. Gì nổi gì. Kệ nó. Mình thấy đúng để cho cái vô mà. Ngủ lên lại nhiều làm chứ. Cái đó này em. Mang hả? Mất chung đi vô. Hồi nãy múc nguyên con trùng bự là ngon rồi. Trùng nhỏ quá nó không mê. Trùng to to mà nó quậy á. Quất liền. Rồi đây, thấy thấy luôn. Cũng nhờ bạn yêu cầu nha. Thay con khác vô nguyên con luôn cho nó chắc. Này là câu không theo ai hết, theo ông bè ngày xưa chỉ dạy lại câu trùng. Đúng là tao lên tao quýnh một kéo mình trùng không. Mình là chỉ có một trùng. Con nãy rồi lại thử, vô lại không? Đi rồi. Mình kiếm cái bóng lớn, phí con trùng không được mua cái bóng lớn, phí lắm. Chưa hả? Má này chơi em ơi. Chạy qua kia rồi, bên kia. Đó, khúc đoạn đó, mới thấy nó quay đó rồi.
mình kêu cây gần cục đé đó, gần cục đé phải đó, cục đé dưới dưới đó này, đó này, đó đó lại thấy chạy đầu tới đó. Bạn ăn giật ngon thấy ngon này nguyên con rồi nhá. Ủa sao bình thường nó không ăn trùng mà ta, hay nó no mẹ rồi? Nó no nó không vô bờ. Gì hả? Nó no không vô bờ hả? Ủa mấy trên đây mà hậu cầm nãy bình trăm lên là đỡ khá chắc bật ngửa hả? Có bình trăm mẹ đốn mà chạy được này của tao. Mấy cái điều bị trên trọt xuống cái nụ quá chết ngắt hết. Ờ dính hả? Đúng rồi. Ê, một bẹp đóng nha mọi người. Nuốt liền. Nuốt lưỡi liền. Nuốt lưỡi à. Rõ được mè. Chưa được sâu lắm. Cái ăn là... Cái tật của nó là gì? Ăn lúc nào nó không phải nuốt lưỡi. Khỉ mà giờ này con kêu ra. Khỉ nó đang theo bầy mà. Thường thường là giờ là nó mấy con kia ban ngày nó đi kiếm ăn. Còn tối là nó con đầu đèn nó canh cho mấy con kia nó ngủ. Móc mình còn hấp dẫn không? Ha, xuống nó phái liền. Đốt thì đó nó khó giật. Nhắc cho nó ăn cho nguyên với xong. Mấy cái thay đổi như dính vô cực kỳ. Cực kỳ chết hay ấy. Cực kỳ ơi, sẽ giúp được nữa.